Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng, trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Đường tu không biết bao lần xa xôi, mọi lỗi lầm mâu thời thì xa cho chúng con tâm dạ thỏa mong mâu đêm hoàng pháp. Cõi năm này vũ nhạc muôn niên đạo gia yêu kính trước tiên. Đạo xa yêu kính trước tiên, khai thị ngộ nhập đạo tiến vĩnh hằng. Ước lợi dành chi bằng tích thiện đùa sang dầu, chẳng miền thanh nhân tước ham phẩm bậc phù vân, sinh ra có tướng mà có thân bể sâu. Tiên sao hoa hữu cầu tất hiền, Phật truyền câu tụng niệm tất thông. Phật tiên đang ở cõi hư không, còn nay ở cõi cõi hồng trần u mê. Nén nhang thơm tấu về tam giới hòa tâm này,
vời vợi đức tin. Đạo tiên con kính cần giữ gìn. Một con nguyện tâm chung ý thật trước tòa vàng trời Phật chứng minh. Hai nguyện đăng chúc đệ trình, lễ tuy bất túc nhưng tâm thành con hiếu. Nguyện thứ ba phụng thờ tứ phụ đến ban đầu con vẹn đủ không sai. Bốn nguyện trước cửa thiên đài tu nhân tích đức con vun bồi nghĩa. Cho muôn dân an lạc nước thịnh trường vạn đại hưng long. Sau nguyện cầu chốn từ chúng điện tòa trang lễ con thành cung nhiệm mầu. Nguyện thứ bảy con cầu bàn mệnh thân trang cường tâm tính thung dung. Tam nguyện cầu trốn gia chung lộc tài vượng tiến con tài ngung dài trường. Nguyện thứ chín cầu cho tiến tổ được siêu sinh thoát khổ quy tây. Mười nguyện sám hối nghiệp dày lỗi xin ngài xá còn tôi dày ngài thương. Trước đền tòa tâm hương bài đạo nguyện lòng cầu thành đạo hưng long. Xin ngài hiện hiện thần thông khuôn phù cho trăm họ mãi được hưng long. Vậy
vậy bèn ngẫm má ngợi sự rằng vì thần tiên nói Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Thánh giá hồi hương. Đệ nhị địa tiên đi con thỉnh mời. Đệ nhị địa tiên vốn sư hiện thành trong đền sông sơn, nhan sắc khác thường hình dung, nhan sắc khác thường giá danh đòi một huy vương khôn vì định nhật chi kỳ trên thiên cung. Định nhật chi kỳ đôi 11 tuổi kiếp về thiên thai, bảo định liệt danh hương phả biệt thập phương kiên thành phùng hiến pháp trung vương đoàn vị hoàng vương trúc thánh thọ địa kỷ thiên dương nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát ma tát nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát ma tát nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát ma tát. Thánh giá hồi cuộc thanh mẫu đệ tam ni con thỉnh mời. Thanh mẫu đệ tam ni ngọc hồ thần nữ ngự miền đường thoại cung sớm kết văn phòng tràng kinh xuyên, sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng gieo. Khế thu quy tô thất đế đầu diệt linh lễ thất câu chi ngã kim sông tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thủy gia hộ. Nam mô tát đa nặng tam diệu tam bồ đà câu chi nấm đát diệt than chiết lệ chủ đề chuẩn đề sa ba chuẩn đề sa ba chiết lệ chủ đề chuẩn đề sa ba.
tránh xa hồi cô. Văn võ quần thần trần triều, văn võ quần thần uy linh độc sáng, ân cần giúp cho có lệnh tôn quan ni, con thỉnh mời đệ nhất bóng tôn quan lại làm chắc giang đi hồi loạn ni ngự đông. Rõ ràng phi cho nhị tự trang sinh, nhị tự trang sinh phê cho nhị tự trang sinh, cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường phê cho nhị tự khang cường.
cha sớ nay tới cửa vua cha. Vua cha phán hỏi ba tòa các quan sớ này ở dưới trần già. Quan Nam Tào bắt đầu chua biên dành dành phê cho thị tử Trường Sinh. Tài mã kim ngân dâng lên, tài mã kim ngân quan về tâu đôi chép biên rõ ràng phê cho đồng tử Bình An. Thượng nàng
phán ba quan ông về truyền phán ba quan tả văn võ lưỡng ban đã đàn lệnh truyền thủy bộ đôi hà thiên đình vạn mã hằng hà kéo xa lệnh truyền thiên đội vạn cơ sớ điệp dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên ông về tấu đôi chùa biên rõ ràng phê cho đồng tử bình xong nhan phân cờ diều khai quang chiếu từ trung ngã tích tăng cũng già kim phụ hoàng thân cảnh thanh chúa tiền trôn vương tới
tạ tâu đôi xong lập các tăng du có phen hạc xa vân thị phù mưa tuôn khói tỏa sấm ồ dậy vang họp bàn loan đình thần tư phù hiệp chém rượu nào quan chú chuốc quan ai thanh phá hồi bơ phủ vương quan đấu tôn thần bơ phủ đức vương quan quán cổ lạnh giang uy hùng hàng tấu đôi điện đường thoái phù trần gian mái thiên lang tung lớn đua trời thỏa thích xa du lịch đi muôn phương có phen tuần thu sông thương giờ về tỉnh Bắc đi qua we'll be right back.
nàng làm chúa phê cảm phiền chư tướng đau về đền trung chiêu tài tiếp độc cho đồng. Dòng nhan thâm cờ diều khai quang chiếu đàn duyên, có sơ dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên thỉnh quan bơ phủ chúa biết dành dành phi cho nhị tự trường sinh. Nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh chữ phú chữ quý khang minh thọ trường phê cho trang kiện thịnh cường. Thank you.
hạt. Thank you.
song nhan thập cờ diệu khai quang chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảm kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiền trung vương a lăng cần gia âm từ đi mẫn chúng sinh vô ngã kim đính lễ song nhan thập cờ diệu khai quang chiếu đàn duyên có sơ dâng lên hôm nay sơ điệp dâng lên ông về tấu đôi chúa biên dành dành phê cho nhị tự trường sinh nhị tự trường sinh ông phê cho nhị tự trường sinh chữ phu chữ quý khang ninh thọ trường phê cho trang kiện thịnh cường muôn phương danh vang lừng lẫy
tay thần cơ cửa sông đâu cũng phục thờ kỳ cùng lại nỗi đền thờ lớn đi tuần tranh lương thời tiền thịnh đạo lưu tự khu tự xứ
tu thiết viên sinh phát hành biểu quan thỉnh Phật tuyên kinh, cung anh tứ phủ công đồng trần triều thiện thánh tiên chúa sơn lâm sơn trang, tiến cống kim ngân tài mã sám tả tam niên trình đồng loan giá phổ hành, pháp đàn nhất viên nhi tán kim tắc pháp duyên chỉnh túc quý phạm tiên hành, tu trí chát hạ giả ngưỡng chát ngưỡng, tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ, kim liên thái tuế ngũ vương hành khiển trí đức tôn thần, tiêu tào phán quan trị hạ đương cảnh thành hoàng, bản thổ đại vương tôn thần từ hạ quân khủng, Phật sắc tường nhận sự do phàm có đạo kỳ chứng minh, tu phụng tiêu trừ hạt ách vu tha phương, tăng tứ trinh tường u môn nổi kinh phong giải đống phúc như nhật nguyệt dĩ phương thăng, thải ốc chủ yêm thọ tỷ bách tùng nghi tịnh mậu, lai tư hữu vượng hướng khẩu vô ngu toàn triệu thần lưu, hỏa tốc phục hành cố chát tuế thứ nhâm dần liên cử nguyệt, sơ khởi tôn nhật thời chát tam giới thái thượng chính nhất pháp sư thần phụng hành công trình của quan giới. Sơ này ở dưới trần gian, ở dưới trần gian sơ này ở dưới trần gian, quan nam tào quan bắc đầu chúa biên dành dành phê cho vị thư thường xin. Trường phê cho trang kiệm thịnh cường, văn võ hai hàng lệnh truyền, văn võ hai hàng kim kinh bản mã hàng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ, lệnh truyền thiên y đội vạn cơ, quan ông bây giờ chắc giáng anh linh trước về khám xét điện đình, sau ra thu chóc và tinh phen này uy ra trần thế biết tay. Trần thế biết tay uy ra trần thế biết tay, ngự lên đồng tử cứu dậy nhân gian độ cho đâu đấy được à. Diệu khai quang chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng già kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương, ba năng cận gia âm từ bi lân mẫn chúng sinh cô ngã kim đính lễ, dòng nhan thầm cờ diệu khai quang chiếu đàn duyên. Thank you.
lại xa về, truyền quân dâng nước thủy tề mênh mà thành xa hồi cũ. Chấn Nam Thiên Hải Hà Trung Tố, nổi dấu thiêng trong phố Thái Bình. Tiên thánh trên ngàn vân văn, tiên thánh trên ngàn đông quân tuần quan, giang đàn hôm nay trên mi thượng ngàn gió cuốn rộn cây, dưới khe cá lặn chim bay về. Quyền cai tam thập ngàn châu, quyền cai ta.
quang thập lục ngàn châu.
chân lâm sơn dọn quân bán hàng non xanh đình thầm tuyết xưa reo hò khăn làm áo lục người phất phơ khăn làm áo lục phất phơ cho đời đồ
trong lòng được thành thơi, mặt hoa ra phấn tốt tươi, làm ăn phát đạt hơn những người trần gian. Thanh châu lan giang bán đàn, khuôn phụ đệ tử bình an thọ trường. Trang dân khải xào nón chiêng, trắng hoa dân trước điện tiền, hoa lan hoa huệ hoa sen hoa hồng, độ cho đồng thơm tay mây miền, lộc sơn trang đem đến đề đa y à.
lững lờ trời, kia là mây lững trời, mây trôi lững lờ, kia là mây lững trời, mây lững lờ trời. Đôi tay tiên bay bồng tuyệt vời, nhạc trong giang trầu như người hằng nga, tang tiếng tình tay múa biển ca, bè bay dòng xa e a dòng mường, tiếng kinh tiếng mán tỏ tường, bè bay dòng xa dòng mường e a. Thanh vắng lúc lại êm trời, ngồi trên đỉnh núi cợt người hăng ngã, phấn nhị hồng tô điểm làn da ý à. Thank you.
khi nương gió lúc lại thắt rèm. Thành ra hồi kinh